Hãy thử tưởng tượng, bạn là con voi ma mút lông xoăn cuối cùng trên một hòn đảo cô lập. Giữa cơn giông tuyết, bạn cố gắng lê đôi chân nặng nề của mình với một chút hy vọng còn le lói. Bạn cố gắng cất tiếng kêu, mong rằng từ nơi xa xăm nào đó sẽ vọng về những âm thanh của đồng loại. Nhưng tất cả chỉ có tiếng gió thổi vun vút và cái lạnh như muốn cứa sâu vào nỗi đơn độc của bạn, con voi ma mút lông xoăn cuối cùng. Cuộc hành trình vô định sẽ sớm kết thúc. Bạn sẽ mau chóng gục ngã, không biết vì kiệt sức hay vì sự cô đơn đã rút cạn cả tinh thần cũng như thể xác của bạn. Những ngày cuối cùng của con voi ma mút lông xoăn cuối cùng còn tồn tại trên hành tinh này, ở một hòn đảo xa xôi nằm ở phía đông bắc nước Nga ngày nay, gần vành đai Bắc Cực lạnh lẽo có lẽ đã diễn ra như thế. Quần thể voi ma mút lông xoăn cuối cùng đã tìm đến đó để trú ẩn và cố gắng duy trì chút hơi tàn của giống loài trước khi biến mất hoàn toàn. Tại sao voi ma mút lông xoăn tuyệt chủng và thời điểm chính xác điều này diễn ra vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp chuẩn xác của khoa học. Nhưng bằng chứng mới, những dữ liệu mới được công bố gần đây sẽ có phần hé lộ đáp án thật sự của bí ẩn này. Ngày hôm nay, mời các bạn hãy đến với đảo Wrangell, lãnh địa cuối cùng của voi ma mút lông xoăn trên dưới đất. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Sau khi thời đại hoàng kim của khủng long phi điểu kết thúc, động vật có vú nhanh chóng chiếm lĩnh những khoảng trống sinh thái mà khủng long phi điểu đã bỏ lại, tiến hóa mạnh mẽ để trở thành những sinh vật thống trị hành tinh. Một vài trong số đó đã phát triển đến kích thước khổng lồ, dù chưa thể sánh bằng những loài khủng long to lớn nhất. Voi ma mút lông xoăn, danh pháp khoa học Mammuthus primigenius là một trong số đó. Là loài voi ma mút được nghiên cứu khoa học sớm nhất từ năm 1799, chúng có kích thước tương đương như voi châu Á ngày nay. Con đực có thể cao từ 2,67 đến 3,49 mét và nặng từ 3,9 đến 8,2 tấn. Chúng thích nghi tốt với khí hậu lạnh của thời kỳ băng hà cuối cùng trong lịch sử, khoảng 110.000 đến 10.000 năm trước, với bộ lông dài và dày, tai ngắn để giảm thiểu nguy cơ bỏng lạnh và mất nhiệt. Thức ăn chính của chúng là cỏ và thực vật thuộc họ cói. Chúng cũng là một trong những loài thành công nhất của chi voi ma mút, với phạm vi phân bố rất rộng ở Bắc Bán Cầu, trải dài từ mạn Tây của châu Âu cho đến Alaska của Mỹ. Sở dĩ chúng có thể di chuyển tự do từ châu Âu sang Bắc Mỹ là bởi khi đó, trên đất vẫn đang ở trong thời kỳ băng hà, mực nước biển còn thấp nên giữa Bắc Mỹ và nước Nga nối liền với nhau qua một dải đất mà ngày nay là eo biển Bering. Voi ma mút lông xoăn từng sống cạnh con người. Đối với những tổ tiên của chúng ta, voi ma mút lông xoăn được xem là một nguồn thức ăn quan trọng, đồng thời cung cấp những nguyên vật liệu cần thiết để giúp họ xây dựng nên đời sống thuở sơ khai, chẳng hạn như ngà và xương để dựng nhà, để chế tác công cụ hay thậm chí là làm trang sức và các tác phẩm nghệ thuật, da lông thì có thể làm quần áo. Chính vì thế, có giả thuyết cho rằng bên cạnh sự biến đổi khí hậu, từ thời kỳ băng hà chuyển sang thời kỳ ấm áp hơn, thì sự săn bắt quá mức của con người đã khiến cho quần thể voi ma mút cứ thu hẹp dần và tuyệt chủng hoàn toàn. Ban đầu, chúng ta nghĩ rằng voi ma mút tuyệt chủng vào khoảng 10.000 năm trước tại Siberia. Tuy nhiên, những bằng chứng mới cho thấy chúng đã có những quần thể nhỏ và cô lập được duy trì đến những thời điểm gần đây hơn, chẳng hạn như khoảng 5.600 năm trên đảo St. Pauli ở Alaska hay thậm chí là 4.000 năm trên đảo Wrangell, thời điểm mà những nền văn minh đầu tiên của con người đã hình thành và phát triển. Trong phim 10,000 BC, chúng ta thấy rằng người ta dùng voi ma mút để xây kim tự tháp. Mặc dù điều này có thể không xảy ra trên thực tế, nhưng đúng là voi ma mút đã tồn tại cùng thời với những kim tự tháp đầu tiên của nền văn minh Ai Cập. Chúng ta thật sự đã sống cùng một giống loài vĩ đại. Các nhà khoa học vẫn không hoàn toàn thống nhất với nhau về nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng cuối cùng của voi ma mút lông xoăn. Tuy nhiên, họ hoàn toàn đồng tình với nhau rằng có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm của quần thể voi ma mút lông xoăn, đó là khí hậu và con người. So với các loài động vật có vú nhỏ, những loài động vật có vú lớn thường nhạy cảm hơn nhiều với các nhân tố có tác động tiêu cực lên quần thể của chúng do quy mô quần thể nhỏ hơn cũng như tốc độ sinh sản chậm hơn. Một khi quần thể đã suy giảm, khả năng phục hồi của chúng sẽ thấp hơn nhiều, thậm chí không thể phục hồi và biến mất mãi mãi. Biến đổi khí hậu có lẽ đã đóng vai trò chủ yếu trong sự suy giảm tổng thể của voi ma mút lông xoăn trên toàn thế giới. Theo các nhà khoa học, từ một địa bàn rộng đến 7,7 triệu km2 cách đây khoảng 42.000 năm trước, phạm vi sinh sống của voi ma mút lông xoăn đã thu hẹp chỉ còn khoảng 800.000 km2 vào khoảng 6.000 năm trước. Tuy nhiên, 800.000 km2 vẫn là một không gian tương đối rộng lớn, thậm chí cũng có thể coi là khá thoải mái để một giống loài to lớn như voi ma mút lông xoăn có thể tiếp tục sinh tồn. Chúng có lẽ đã có thể tồn tại lâu hơn nếu như không phải đối mặt với một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm. Con người, một giống loài thông minh, cơ hội và có khả năng phối hợp rất tốt.
Một con người đơn độc không thể nào hạ gục một con voi ma mút nặng gấp hàng trăm lần mình, nhưng nhiều người thì có thể. Con người có lẽ ban đầu chưa chủ động săn voi ma mút, nhưng họ có lẽ đã ăn xác của những con voi ma mút chết vì những nguyên nhân tự nhiên trước khi nhận thấy những lợi ích quá to lớn từ những con vật khổng lồ này. Một con voi ma mút lông xoăn trưởng thành có thể cung cấp lượng thịt đủ cho 30 người trong vòng 2 tuần, quá hời trong một chuyến đi săn. Xương, nghe, da và lông của chúng đều có thể được tận dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như xây lều, làm công cụ, trang sức hay phục vụ cho nhu cầu nghệ thuật lẫn tâm linh của con người. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhạc cụ, tương nhỏ được làm từ ngà voi của ma mút hoặc xương voi ma mút được đắp lên người chết trong các ngôi mộ như một sự bảo vệ trong hành trình đi sang thế giới bên kia. Chính vì thế, trên khoảng không gian vốn đã bị thu hẹp mạnh mẽ vì biến đổi khí hậu đó, nơi nào có con người thì gần như voi ma mút không thể tồn tại. Chúng buộc phải duy trì sự sống của giống loài bằng cách thu mình lại trên những không gian biệt lập như đảo St. Pauli và đảo Wrangell. Đảo Wrangell là nơi có những tàn tích gần với chúng ta về mặt thời gian nhất của voi ma mút lông xoăn và được cho là nơi trú ẩn cuối cùng của chúng vào khoảng 4.000 năm trước. Đảo Wrangell là một hòn đảo trong Bắc Băng Dương, nằm giữa biển Chukotka và biển Đông Siberia. Về mặt hành chính thì ngày nay nó thuộc thẩm quyền quản lý hành chính của khu tự trị Chukotka thuộc Liên bang Nga. Trên đảo này có một trạm dự báo thời tiết và hai khu định cư của những người Eskimo làm nghề đánh cá ở phía nam của đảo. Trong quá khứ cổ xưa, đảo Wrangell từng nối với đất liền nhưng sau đó đã bị chia tách khi mực nước biển dâng lên và một quần thể voi ma mút lông xoăn đã bị kẹt lại trên hòn đảo này trong suốt 5.000 năm, giúp chúng tạm thời an toàn trong lúc những quần thể trên đất liền chịu sự tác động mạnh mẽ của khí hậu và con người. Mặc dù vẫn có một số bằng chứng cho thấy có những quần thể khác trên đất liền tồn tại cùng thời với quần thể trên đảo Wrangell, nhưng mức độ chính xác của những bằng chứng này vẫn còn cần được xem xét thêm. Vậy thì điều gì đã xảy ra với quần thể voi ma mút lông xoăn trên đảo Wrangell? Một giả thuyết khá phổ biến trước đây cho rằng sự suy giảm đa dạng di truyền học là một nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của quần thể cuối cùng này. Quy mô quần thể quá nhỏ so với trước kia có thể đã khiến voi ma mút lông xoăn trên đảo Wrangell chịu áp lực cực lớn về mặt giao phối, dẫn đến giao phối cận huyết trở thành một hiện tượng phổ biến trong quần thể, được ước tính chỉ có từ khoảng 300 cho đến 1.000 cá thể. Các nhà khoa học ước tính, quần thể voi ma mút lông xoăn trên đảo Wrangell đã mất đi 20-30% tính dị hợp tử, khiến chúng dễ mắc bệnh ung thư hơn, cũng như 65% độ đa dạng của ADN thi thể. Trước khi tuyệt chủng, chúng đã tích lũy nhiều khuyết tật di truyền, chẳng hạn như một số gen liên quan đến thụ thể khứu giác hay protein đường tiểu bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, các phân tích sau đó lại nói lên một thực tế khác. Dù mức độ đa dạng di truyền học có giảm, tần suất của các đột biến có hại ở mức trung bình tăng lên, nhưng tần suất của các đột biến có hại ở mức cao của quần thể voi ma mút lông xoăn trên đảo Wrangell lại thấp hơn các quần thể trên đất liền, cho thấy quần thể này tương đối ổn định. Do vậy, sự biến mất của chúng lại được xem là khá đột ngột và bất ngờ, gợi ý rằng chúng tuyệt chủng do một nguyên nhân mang tính thảm họa hơn là do sự suy giảm tự nhiên dần dần của quần thể. Nguyên nhân đó có thể là gì? Không một ai dám khẳng định chắc chắn 100%. Các bằng chứng khảo cổ học hiện nay cho thấy, thời điểm con người xuất hiện trên đảo Wrangell là khoảng 3.600 năm trước, tuy rất gần nhưng không hề trùng hợp với thời điểm tuyệt chủng giả thuyết của voi ma mút lông xoăn trên đảo Wrangell khoảng 4.000 năm trước. Hoặc là con người đã xuất hiện trên hòn đảo này sớm hơn, nhưng chúng ta chưa tìm thấy bằng chứng, hoặc con người không phải là thủ phạm gây ra sự tuyệt chủng cuối cùng cho những con voi ma mút lông xoăn cuối cùng. Đó cũng có thể là do một mùa đông quá khắc nghiệt, tuyết rơi dày hơn bình thường và những con voi ma mút này có thể đã không vượt qua được. Một giống loài vĩ đại của trái đất đã hoàn toàn bị xóa sổ. Cho đến nay, đã có những nỗ lực của con người nhằm tìm cách hồi sinh loài voi ma mút lông xoăn, chẳng hạn như các dự án đảo ngược sự tuyệt chủng của công ty công nghệ Colossal Bioscience. Nhưng có lẽ, những nỗ lực này chỉ phục vụ cho ý chí của con người, cho những tham vọng làm chủ và khống chế tự nhiên, hơn là đem lại lợi ích thật sự cho tự nhiên và các giống loài đã biến mất. Những gì đã mất trong lịch sử sẽ mãi không bao giờ hồi phục được. Voi ma mút lông xoăn, chó sói Tasmania hay chim đồ cũng vậy. Chẳng có nghĩa gì khi chúng ta hồi sinh một loài voi quen sống ở xứ lạnh, trên một hành tinh đang ngày càng nóng lên, nơi mà ngay cả những loài đang còn sống như gấu Bắc Cực cũng phải chật vật để sinh tồn. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên để like cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.